Tiếp theo đây em giới thiệu đến quý vị Bố giảng đại. một thớt âm ly Sony cùng với quay luôn. Đây là thớt âm ly Sony TA-AX311 nhé. Công suất chắc nó phải trên 200W bởi vì là em đánh hai đôi loa bát 40 này, hai đôi loa Sony. Bây giờ em đánh thử luôn bát 40 mà chỉ cần vặn lên tầm khoảng độ 9 giờ đến 10 giờ đấy là hai con ấy đã lồi pha rồi. Đấy là công suất, đấy đây em phải nói qua nhé. Con này đánh hai cầu AB luôn luôn nhé, hai cầu AB luôn nhé. Và thông báo luôn bác là hai thớt này giá 3,5 triệu, cả âm ly cả lọc luôn, đi quay luôn. Đây đi quay em thì quay sát cho bác luôn, 2,5 triệu luôn nhé. Chết nhầm, 3,5 triệu. Bác nào có nhu cầu đã alo cho em và sau đây em test cho bác nghe luôn. Cái gì hả Tuấn? Hư con. Vặn nước này nó có rồi. Hết rồi này. Đánh đôi bát 40 luôn này bác nhé. Tuột mất rồi, không vào điện nữa rồi. Xoay cho bác quay để em mở lại. Này bác nhé, hai cầu AB luôn. Điện 220 các bác nhé. Em nói điện 220 luôn. Ngoài ra còn cổng lai, còn 1, 2, 3 cổng lai nữa và thoải mái. Điện 220. Hàng made in Japan. Giá 3,5 triệu. Bác nào có nhu cầu alo. Hai cầu AB nhé. Này sang B này, chưa cấm này. Chiều buồn ngồi một mình nhìn mây trôi mênh mang, nhìn lang thang lang thang, trời buồn vui càng trong mây nước thêm bâng khuâng, nhớ em từng mong từng giây. Biết rằng cuộc tình càng yêu nhau càng xa nhau mãi mãi, thà rằng người đừng về cho nuôi tiếc thêm dâng cao để cho tình chết theo mùa đông. Đi qua hỗ trợ xuống CD nhé, bật này. Đừng nhắc người ơi,
toàn bộ clip, em test chiếc âm ly và bộ lọc cây quay này, bán theo cả bộ luôn, 2 thớt, giá 3,5 triệu. Bác nào có nhu cầu thì alo giúp em theo 2 số điện thoại trên. Công suất nó chắc chắn phải tầm trên 200W thì đấy, em không đọc rõ, không ghi. Nhưng mà em đánh đô la, 2 đô la bát 40 Sony này, mới chỉ cần lên tầm 8-9 giờ đây đã 2 đô la đã thoải mái, quá căng rồi. Thì công suất nó khá lớn rồi. Bác nào có nhu cầu thì alo giúp em theo 2 số điện thoại trên nhé. Em trân trọng cảm ơn. 2 số điện thoại trên 2.